Lee Seung ghi selfie 18 cộng trong khách sạn, mất thôi 4,6 triệu vì nhỏ tay chuyển kênh. Lee Seung ghi được mệnh danh là chàng trẻ quốc dân tại Hàn Quốc nhờ ngoại hình điển trai, tính cách mẫu mực và sự nghiệp sạch bóng scandal. Thế nhưng, anh chàng từng thừa nhận trên sóng truyền hình việc selfie 18 cộng trong khách sạn và kết quả bị thu phí lên đến 200 đô la, hơn 4,6 triệu đồng trước mặt nhân viên đoàn phim. Câu chuyện này dù không mới nhưng vẫn khiến dân tình cười đau bụng mỗi khi được đào lại và lan truyền trên các diễn đàn mạng. Lee Seung ghi khẳng định đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn và xảy ra khi anh mới vào nghề. Trong lần xuất hiện trên chương trình No Queen Brothers, Lee Seung ghi đã kể lại câu chuyện xấu hổ trước mặt nhiều đồng nghiệp và khán giả. Khi đó, Lee Seung ghi cùng mọi người ở một khu nghỉ dưỡng khi quay phim ở nước ngoài. Căn phòng của Lee Seung ghi được trang bị đầy đủ mọi thứ, từ máy lạnh đến TV. Vì cảm thấy buồn chán nên tình cũ Yoona quyết định mở TV lên xem, rồi anh mới phát hiện ra truyền hình có cả loạt kênh phim 18 cộng. Mỹ Nam họ Lee kể anh bật TV lên thì thấy phát hiện ra hai cột, một bên màu trắng và một bên màu đỏ. Sau đó anh đã chọn bên màu đỏ và phát hiện trên TV có cả kho phim người lớn. Sau khi lướt tất cả các phim, nam diễn viên thoát ra và không ngờ rằng mình phải trả đến 200 đô la, 4,6 triệu đồng cho dịch vụ này. Khi thanh toán tiền phòng, Lee Seung Gi còn tự tin khẳng định mình không cần phải trả thêm chi phí gì thêm ngoài tiền phòng. Cho đến khi nam diễn viên đến sàn khách sạn, nhìn thấy biên kịch ký hóa đơn và nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, anh mới phát hiện điều bất thường. Thậm chí, biên kịch chính còn gọi hỏi xem Lee Seung Gi đã xem tất cả bao nhiêu kênh. Điều này đã khiến nam diễn viên cảm thấy xấu hổ suốt một thời gian dài. Đặc biệt vào thời điểm xảy ra sự việc, anh chàng vẫn là một tân binh mới vào nghề. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng câu chuyện này thỉnh thoảng vẫn được đào lại. Bên cạnh những bình luận hài hước, cũng có một số người nghi ngờ việc anh chàng có thực sự vô tình xem phim như lời kể hay không. Lee Seung Gi là nam diễn viên, ca sĩ, MC, được công nhận là nghệ sĩ đa năng tiêu biểu của Hàn Quốc, đạt được nhiều sự ủng hộ và nắm giữ nhiều thành tích cao tại nhiều sân chơi giải trí. Lee Seung Gi với hình tượng thông minh, tài giỏi, cư xử lễ phép, lối sống mẫu mực đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của công chúng và được bình chọn là chàng rể quốc dân. Ngày đầu bước chân vào làng giải trí Hàn, Lee Seung Gi được ra mắt sau 2 năm làm thực tập sinh với tư cách là một ca sĩ solo. Sự nghiệp ca hát ngày càng thăng tiến và Lee Seung Gi được mệnh danh là hoàng tử ballad. Những bài hát của anh tiếp nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau đó, Lee Seung Gi chuyển sang làm MC, diễn viên và cũng gặt hái được hàng loạt thành công. Bộ phim Bạn gái tôi là cáo chín đuôi đưa tên tuổi của Lee Seung Gi lên một tầm cao mới và nhận được loạt giải thưởng lớn nhỏ. Trong suốt quá trình hoạt động trong showbiz, nam diễn viên chưa từng dính nghi án hẹn hò với ai, ngoài trừ duy nhất một lần, chính Lee Seung Gi công khai yêu Yoona SNSD. Anh đã theo đuổi cô suốt 5 năm mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay sau gần 2 năm yêu nhau với lý do chia tay hết sức quen thuộc chính là lịch trình bận rộn. Hiện tại, Lee Seung Gi vẫn là chàng trai vàng trong mắt các phụ huynh, anh vẫn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật. Hy vọng trong tương lai không xa, Lee Seung Gi sẽ tìm được chân ái cho cuộc đời của mình.